Chào mừng quý vị đã đến với phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết từ ngày mai 7 tháng 5, thuế từ vệ đối với mặt hàng dầu ăn nhập khẩu sẽ giảm 1 điểm phần trăm so với thuế đang áp dụng. Với mức giảm 1% từ ngày 7 tháng 5, thuế từ vệ đối với dầu ăn nhập khẩu còn 4%. Mức thuế này áp dụng cho mặt hàng dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện và sẽ được duy trì trong vòng 1 năm đến hết ngày 6 tháng 5 năm 2015. Sau đó, thuế sẽ tiếp tục được giảm thêm 1% nữa Năm trước, một số doanh nghiệp dầu ăn trong nước đã nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ cho dầu ăn. Sau khi tiếp nhận và điều tra, Bộ Công Thương đã quyết định áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu ăn nhập khẩu từ ngày 7 tháng 5 năm 2013. Dựa vào lý do thị phần của ngành dầu ăn trong nước đang suy giảm từ 52% xuống còn 27% qua các năm 2009-2012, trong khi thị phần dầu ăn nhập khẩu tăng từ 48% lên 73%. Quý vị chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến chế tạo vào tháng 4 vừa qua đã tăng hơn 6% so với tháng 3 Bộ Công thương cho rằng tồn kho tăng lại là do sức cầu chỉ tăng ở mức thấp trong khi đó nhà khảo sát hsBC nhận định tồn kho tăng do đơn đặt hàng đang gia tăng mạnh theo Bộ Công Thương, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 4 tăng 6,2% so với tháng 3 và tăng 13,9% so với cùng kỳ. Cả biệt có nhiều ngành, chỉ số tồn kho tăng mạnh vài chục phần trăm như sản xuất đường, sản xuất thuốc lá, dây dép, sản xuất mì các loại hay sản xuất thức ăn gia súc. Lực cầu yếu là nhân tố chung đẩy tồn kho lên cao. Riêng ngành đường tồn kho tăng do phải cạnh tranh mạnh với đường nhập lậu. Trong khi đó, ở khảo sát về PMI do HSBC mới công bố cách đây vài ngày, diễn biến tăng lên của hàng tồn kho được nhận định theo xu hướng tích cực. Cụ thể, HSBC cho rằng do lượng đơn đặt hàng đang tăng lên mức kỷ lục, nên các doanh nghiệp đã mạnh tay hơn khi dự trữ hàng hóa đầu vào cũng như mở rộng quy mô sản xuất, từ đó đẩy quy mô tồn kho thành phẩm tăng lên. Thưa quý vị, ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua cho thấy, doanh số bán lẻ đã tăng khá mạnh, nhất là ở những mặt hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, mãi lực ở các chợ truyền thống lại sụt giảm. Sự tiện nghi giữa thời tiết nắng nóng và các chiến dịch khuyến mãi rầm rộ đồng loạt được thực hiện quanh kỳ nghỉ lễ dường như là lực đẩy khiến siêu thị và các chuỗi cửa hàng tiện lợi hay trung tâm thương mại đang chiếm ưu thế hơn chợ truyền thống trong đợt nghỉ dài ngày vừa qua. Hàng loạt chương trình khuyến mãi và mở thưởng nhân kỳ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đã kéo sức mua của hệ thống siêu thị tại các thành phố lớn tăng lên trong thấy. Bên cạnh tính ổn định tương đối của giá cả, phiếu giảm giá và tặng thêm, điểm tích lũy và rút thăm trúng thưởng là những hình thức kích cầu phổ biến đang được áp dụng rộng rãi ở các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc như Coop Mart hay Bixi. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tổ chức tiệc tùng, du lịch xa nhà hay mua sắm vật dụng gia đình giá rẻ đã đưa lượng khách hàng đến với các hệ thống siêu thị và trung tâm mua sắm tấp nập hơn ngày thường. Những hàng hóa phục vụ dịp lễ như hải sản, thực phẩm, thức uống, đồ dùng nhà bếp và mỹ phẩm, quần áo chống nắng do đó cũng trở thành những mặt hàng bán chạy quanh dịp lễ. Ghi nhận từ Vũng Tàu cho thấy, lượng khách đến trung tâm thương mại Imperial Plaza bất ngờ tăng đến 200% trong những ngày nghỉ lễ, doanh số bán hàng theo đó cũng tăng mạnh. Theo Sài Gòn Co-op, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, sức mua toàn hệ thống tăng khoảng 50%, riêng sức mua tại các tỉnh có nơi tăng đến 70% ngày thường. Đại diện hệ thống siêu thị Bixi cho biết, nếu như sức mua Bixi khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng nhẹ thì sức mua tại các Bixi vùng ven và các tỉnh tăng gấp 2 lần thường ngày. Không chỉ có siêu thị tại các thành phố lớn, hệ thống phân phối hiện đại này ở các tỉnh thành khác cũng tấp nập khách mua hàng đổ về từ các vùng nông thôn lân cận. Với những nhà cung cấp lớn các mặt hàng thực phẩm như vít xăng, sức mua cũng có diễn biến tương tự với mức tăng chỉ khoảng 5% ở khu vực thành phố và tăng từ 20 đến 30% ở các địa phương. Riêng tại các thành phố du lịch thu hút một lượng lớn du khách đổ về như Vũng Tàu hay Nha Trang, sức mua tại các chợ truyền thống vẫn rất lớn nhờ sức mua của lượng du khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, như thường thấy những năm gần đây, sức mua tại các chợ truyền thống ở thành phố lớn đang có xu hướng giảm sút. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương đã chủ động lấy ít hàng hơn hoặc thậm chí cũng thu xếp nghỉ lễ nên sự vắng vẻ ở các chợ cũng là điều dễ hiểu. Theo một số phân tích, chợ truyền thống dường như đang bị mất ưu thế trước các siêu thị hay trung tâm thương mại trong những kỳ nghỉ lễ như thế này do thiếu chính sách khuyến mãi chuyên nghiệp, đồng bộ và thống nhất trên quy mô lớn như các kênh phân phối hiện đại. Bên cạnh ngành hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng, các doanh nghiệp làm dịch vụ lữ hành cũng ghi nhận một mùa doanh thu tốt. Biết trước lịch nghi lễ cả nước từ khá sớm và chủ động đàm phán giá với các hãng hàng không, các khách sạn, nhà hàng đã giúp doanh nghiệp du lịch thiết kế được nhiều tour khuyến mãi đa dạng. Vì vậy, có những tour tuyến lượng khách tăng gấp 4 lần ngày thường. Tổng quy mô của hai gói tín dụng sắp triển khai với mục đích cho vay tái canh cây cà phê và cho vay đánh bắt xa bờ ước khoảng 22.000 tỷ đồng. Riêng gói cho vay với đánh bắt, chế biến thủy sản, lãi suất áp dụng có thể chỉ là 5% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn của gói tín dụng dành cho doanh nghiệp ngành thủy sản hoặc ngư dân vay vốn đóng tàu là 10.000 tỷ đồng. Tuy chưa có quy định cụ thể, nhưng nguồn vốn cho vay sẽ theo hướng liên kết chuỗi giá trị, từ lúc thủy hải sản được khai thác, nuôi trồng đến khi chế biến tiêu thụ sản phẩm. Vay vốn từ gói tín dụng này, ngư dân và doanh nghiệp sẽ được xem xét ưu đãi lãi suất là 5% một năm và thời gian cho vay có thể kéo dài đến 15 năm. Riêng gói tín dụng quy mô 12.000 tỷ đồng được thiết kế để dành cho nhu cầu vay vốn tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên. Lãi suất cho vay với gói tín dụng này được dự kiến sẽ ở mức ưu đãi so với lãi suất cho vay thông thường. Ngân hàng nhà nước cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cùng xây dựng đề án quy hoạch tái canh cây cà phê để có cơ sở cho vay và giải ngân hợp lý. Thưa quý vị, khi tình hình cho vay toàn hệ thống ngân hàng vẫn rất chậm chạp thì tại một số ngân hàng tín dụng vẫn tăng trưởng một cách ngoạn mục. Nếu so sánh theo tháng thì tín dụng đang có xu hướng tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm ngoái, thì tính đến ngày 22 tháng 4 năm nay, cho vay toàn hệ thống chỉ mới tăng được 0,62%. Cả nước là vậy, nhưng một số ngân hàng đang thể hiện xu hướng lội ngược dòng khi cho vay tăng trưởng rất mạnh, ví dụ như tiên phong bank với mức tăng 12% trong quý 1, hay VIP tăng hơn 7%. Các nhà cho vay khác như BIDV hay Techcombank cũng đều có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung của toàn hệ thống. Cơ cấu tín dụng nhìn chung đang tập trung hơn vào những lĩnh vực ưu tiên hay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ở các nhóm ngân hàng cổ phần, cho vay cá nhân đang chiếm tỷ trọng khá lớn, còn ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, cho vay với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn lại đang chiếm tỷ trọng áp đảo. Thưa quý vị, thống kê từ ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tổng số kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh qua các kênh chuyển tiền của ngân hàng quý 1 năm nay ước khoảng 1 tỷ đô la. Với mức 1 tỷ đô la cho quý 1 năm nay, lượng kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ tương đương năm ngoái và đều chưa bằng mức đã đạt được của cùng kỳ năm 2012 là 1,3 tỷ đô la. Đây cũng thường là mùa kiều hối về cao nhất trong cả năm bởi những tháng đầu năm dương lịch cũng trùng với dịp Tết Nguyên đáng nên lượng kiều hối thường về rất lớn. Tương tự như xu hướng năm ngoái, tỷ giá ổn định và không còn trên lệch giữa ngân hàng với thị trường tự do nên người nhận kiều hối thường bán lại ngoại tệ cho ngân hàng thay vì muốn lấy tiền mặt như trước đây. Số kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh thông thường sẽ chiếm khoảng 40% đến 50% tổng lượng kiều hối của cả nước trong năm. Riêng năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 4,85 tỷ đô la Mỹ trên tổng số 11 tỷ đô la kiều hối của cả nước, trực tiếp góp phần đưa Việt Nam vào vị trí thứ 9 trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Vừa rồi là phần 2 của bản tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung đáng chú ý. Kinh doanh của ngành tài chính đã bớt khó khăn, còn doanh nghiệp ngành y tế giáo dục vẫn căng thẳng. tương tự các nước khác ngành kinh doanh bất động sản luôn được chính sách can thiệp và định hướng